Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vậy là còn mấy hôm nữa thôi là đến Tết thì mong rằng các bạn sẽ cố gắng tìm được những chiếc máy thật là ưng ý ở trên kênh của mình cũng như các kênh khác nhé. Và các bạn hãy tranh thủ mua sắm nhanh kẻo bởi vì mấy hôm nữa thôi thì dịch vụ chuyển phát họ cũng sẽ ngừng nhận hàng và họ sẽ ngừng giao hàng. Chính vì vậy nên là nếu anh em nào mà xác định mua máy thì cứ khoảng trong vòng hôm nay hoặc ngày mai, cùng lắm là sang ngày kia thôi nhé, không kẻo là phải ra riêng mới nhận được máy đấy. Thì bên mình hôm nay có một chút dòng máy thì cũng muốn view lên cho tất cả mọi người cùng xem, cùng tham khảo. Thì cũng có mấy cây gọi là nó cũng thuộc diện là hàng chấp vá, mình sẽ phải nói luôn cho các bạn luôn nhé. Đây ví dụ như một con iPhone 6 này chẳng hạn. Đây là một con máy mà mình thâu lại được của khách. Đây. Về chức năng thì nó vẫn đầy đủ tất cả chức năng, main thì zin. Tất cả zin, nhưng mỗi tội đây cái màn hình của nó này, nó có một bị chấm phản quang này, các bạn nhìn có rõ không ạ? Đó, chấm phản quang này, đấy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chấm phản quang đấy, còn lại là đẹp hết nhá. Còn về ngoại hình của nó đây thì ngoại hình con này thì khá là xấu nhá. Ngoại hình khá là xấu, là xước sát rất là nhiều. Con này thì nó có dán cái miếng carbon, dán cái miếng dán sân ấy. Lúc mình bóc ra đây nó vẫn còn để lại các cái vết vết dán đây này. Đấy, nhìn thấy chưa các bạn, nhìn thấy không? Đây, là vết hằn của vết dán này. Đấy. Con này nói chung ngoại hình xấu thì bên mình sẽ bán cho các bạn với các cái giá gọi là cực là xấu nhá, cực là dễ nghe nhá. Thì không biết là bạn nào ưng không. Con máy này bên mình sẽ bán cho các bạn với giá là 1.450.000. 1.450.000 các bạn nhé. Con này xem là nó là bản quốc tế rồi, con này thì quốc tế chắc chắn rồi, nó là bản quốc tế Mỹ này, bản 16GB này, vân tay vân chân đầy đủ nhá. Nói chung là đầy đủ tất cả chức năng camera LED rồi ghi âm rồi đàm thoại các thứ mình đều đã test rồi. Cậu duy nhất ngoại hình này là nó hơi xước hơi xấu. Nếu mà con này mà có thời gian thì tầm khoảng một tiếng là sẽ lại đẹp luôn, một tiếng là sẽ đẹp. Ok, 1.450.000 các bạn nhé. Vâng, tiếp theo là cây số 2 nhé. Cây số 2 là một cây 6 Plus bản 16GB. Cây 6 Plus bản 16GB nhé. Thì cây này thì mình nói rõ tình trạng luôn, đây là cũng là một chiếc máy mình thông lại được của khách. Khách mua ở cell phone, đây mình cũng có tháo ra và màn hình là mình thay nhé. Mình mua là máy bị hỏng màn, rơi hỏng màn và mình đã thay màn. Và bây giờ con này nó sẽ bị như thế này này. Đây, thứ nhất là bấm là không được nhé, bấm là không được này, nhưng mà vào vân tay thì lại được. Đây các bạn này, đó, các bạn thấy chưa? Đó, đây là chắc là nó bị đứt, chắc chắn một điều là bị đứt dây thôi, nó bị đứt dây cho nên nó thấy nó tự đứt ngầm ở phím home. Thì bán cho bạn nào bạn muốn về vọc vạch sửa chữa như thế nào thì tùy các bạn nhé. iCloud thì cũng sẽ không có luôn, mình cũng sẽ thoát hết ra cho tất cả các bạn, các bạn về reset thoải mái rồi các thứ. Con này thì mình thay màn zin nhá, màn zin bóc máy chứ không phải là thay màn nô màn tàu đâu, nên các bạn yên tâm về độ mượt. Nó bản quốc tế Mỹ là L/A này, bản 16GB này. Đó, con này thì pin của nó này, à quên đấy, con này pin 84% mình sẽ không thay nhá. Con này pin là mình sẽ thay cho các bạn nhá. Đó, con này mình sẽ thay cho các bạn này. Thế thì con 6 này mình xin nói lại giá là 1.500.000 nhé, là bao thay pin luôn các bạn nhé. Đó, hỗ trợ các bạn thôi, còn nếu bạn nào không thay pin thì mình vẫn lấy 1.450.000. Con này thì mình sẽ không thay pin vì pin 84% thì vẫn ok. Đấy, bấm phím home là không được nhưng mà vân tay thì vẫn có. Đó, vân tay thì vẫn có. Đó, cái này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá là 1.800.000 nhé. 1.800.000. Đấy, siêu rẻ cho các bạn rồi. Đây, mua ở cell phone mở cái này ra vẫn còn đầy tem của cell phone ở bên trong nhé. Zin chưa sửa chữa, chỉ có thay màn hình thôi. Thay màn hình thì những cái thay màn thay pin của bọn iPhone thì quá đơn giản các bạn nhé. Hàng đồng chí sắt vụn đấy các bạn ạ. Tiếp theo nữa là những chiếc iPhone 7 quốc tế thì bên mình vẫn còn rất là nhiều. 7 quốc tế, cái số 1, số 2 đâu. Đây, tất cả chỗ này thì bên mình đều là hàng pin 97, 98, 99, 99 này. Đó, và tất cả đều còn bảo hành rất dài của hãng Apple các bạn nhé, bảo hành chính hãng luôn.
thì bên mình sẽ bán cho các bạn đây, bốn con này là sẽ 4,1 triệu và cây 3,8 triệu, là pin cũng 99, cũng sạc 97 lần nhưng mà ngoại hình của nó thì có xước sát nhé. Xước sát này là do dùng ốp thôi, dùng ốp thì nó bị xước sát thế này thôi các bạn nhé. Ok này, tất cả đều là hàng chất nhé, bảo hành dài các bạn yên tâm. Tiếp theo nữa, cây 8 Plus này thì view rất nhiều lần rồi, 7,1 triệu quốc tế. Còn đây, đây là một chiếc S10 rất là mới của ngày hôm nay. Cây này thì hôm nay mới về thôi. Samsung Galaxy S10 bản Việt Nam, máy màu đa sắc các bạn nhé. Việt Nam thì 2 sim 2 sóng rồi. Vân tay ở màn hình này. Đó, nhận diện khuôn mặt này. Ở các thứ các kiểu là điều này. Màn hình này thì các bạn yên tâm một điều nhé, trắng sáng, không ám, không ngố, không lưu ảnh nhé. Đó. Con này là hàng Việt Nam nhé. Đây các bạn nhìn email của nó này. Đó, hàng Việt Nam đấy, hai email khác nhau này. Vào xem cấu hình của nó một chút nhé. RAM 8 bộ nhớ 128GB các bạn nhé. Siêu khủng nong rồi. Đấy, con này về ngoại hình của nó mình sẽ view kỹ cho các bạn nhé. Các bạn khỏi phải xin hình nhé. Đây này, máy đẹp này. Zin nguyên áp các bạn nhé, xác định. Bọn 10 này thì mình chỉ có hàng zin thôi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Zin đẹp luôn các bạn nha. Đó. Zin đẹp luôn. Con này có thể nói là hàng 99%. Đấy, màu trắng đa sắc rất là đẹp. Màu này là mình thấy cực kỳ mê. Đó. Con này thì RAM 8 bộ nhớ 128 thì khủng long rồi. Rất là hay. Con này bên mình sẽ bán cho các bạn với giá là 6,6 triệu nhá. 6,6 triệu. Đó, đáng nhẽ máy này là nó sẽ có cả hộp cả củ sạc cơ. Nhưng mà khách của mình lại không gửi cả hộp cả củ sạc lên được mà lại gửi cho mỗi máy, vì vậy nên mình đã trừ tiền ấy, chứ không nếu trừ cái tiền máy, chứ không nếu mà có cả bộ thì nó sẽ đắt hơn các bạn nhé. Nếu có cả bộ chắc phải dư tầm gần 7 triệu đấy, xích sót 7 triệu đây. Còn S10 hàng công ty Việt Nam nhé. Đây bên mình vẫn còn hai cây Samsung Note 9 hàng Việt. Đây còn hai cây Samsung Note 9 hàng Việt đây. Thì cây số 1 đi, cây số 1 6,2 triệu này. Thì lưng của nó đẹp luôn các bạn nhé. Lưng đẹp đây là các cái vết bẩn thôi. Lưng đẹp này. Cạnh của nó này là có chấm phẩy một chút này. Đó, có chấm phẩy một chút này. Chấm phẩy một chút. Màn hình của nó thì đẹp lung linh rồi. Màn hình này thì chắc chắn là sẽ chưa phích ám các bạn nhé. Không phích ám luôn. Hàng đẹp trong vắt luôn, các bạn xem hình ảnh của trên video nó sẽ rất là thực nhé, rất là nét, chứ nó không giống như kiểu hàng phích ám thì nó sẽ mờ hơn và nó không nét bằng. Con này bên mình đang bán giá là 6,2 triệu này. À, đợt này bên mình ship thì nó đang có gói cước khuyến mãi nhé. Ship nó chỉ có nội thành có 10,000 và ngoại thành thì có hơn 30,000 một chút thôi, nên các bạn an tâm giả cước nhé. Đây tiếp theo nữa là cây số 3. Bên mình có ship code toàn quốc, nhiều bạn cứ hỏi các cái câu đấy thành ra hơi ngại. Các cái câu đấy nó rất là cái đấy nó điều hiển nhiên rồi. Mua bán online thì phải ship code toàn quốc, trước khi ship thì phải đặt cọc. Đấy, con máy này rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, màu trắng này rồi, màu trắng lung linh luôn. Con này là bản RAM 6 bộ nhớ 128 nhé, cả hai con Việt Nam đều RAM 6 128GB. Cái này thì bên mình đang bán 6,3 triệu, ngoại hình của nó thì đẹp hơn cái kia một chút. Nói chung đẹp hơn nên bên mình đang bán là 6,3 triệu các bạn nhé. Tiếp theo là hai cây IS Max đây. Chốt lên chốt xuống nhưng vẫn chưa chốt. Thì cây này nó là bản 64GB. Gia pin 92% và còn bảo hành đến 27 tháng 11 năm 2022. Con máy này nó là hàng siêu hiếm rồi. Các bạn đi tìm chắc quanh quanh chỗ các bạn chắc chắn là sẽ không có những hàng như thế này đâu. Thì hàng này hàng siêu hiếm, hàng siêu tầm mới có các bạn nhé. Hàng zin kem đẹp như một chiếc máy mới nhá. Các bạn sờ góc cạnh của nó hoặc là kính này của nó cái thì các bạn sẽ thấy uy tín luôn nhá. Đó. Và bọn này thì không phải chê vào đâu rồi. Các bạn mà nhận máy này mà chê được thì chắc chỉ có chê giá tiền thôi. Vì nó là 13,2 triệu nhé. 13,2 triệu. Rất là đắt. Chỉ có chê giá tiền thôi. Còn nếu mà chê máy chất lượng thế này thế nọ thì mình sẽ tặng các bạn máy luôn. Nhưng mà các bạn đợi mình chút nhá.
Eo xịn nhất thị trường rồi. Đi xe không bằng lắm. Đi xe không bằng nhỉ? Đi xe của nó chắc là toàn 2.8 thì bán. Nó có gì thì nó quên lại. Lát được quên lại. Vẫn hay chi. Trời ơi, khách mới khứa. Buồn ghê. Tiếp theo là một chiếc XS Max bản 256GB. Cái này thì mình cũng thâu lại được của khách. Thì con máy này thì là máy biết rõ nguồn gốc các bạn nhé. Đây là một con 256GB máy bản Mỹ. Con này thì khách mua ở bên mình. Mật khẩu rất là số 9. Con này thì khách mua máy ở bên mình đây. Bản là trên 256GB. Thì có quay lại để bán lại cho bên mình. Pin con này chỉ có 89% thôi, trước mình bán của nó là 97-98% cơ. Bây giờ nó chỉ còn có 89% thôi. Máy thì khung sườn này, khung sườn thì cũng khá đẹp nhé. Khung sườn khá là đẹp này. Nó sức nhẹ một, nói chung là không các bạn sẽ không nhìn thấy các vết xước đâu. Xước rất nhẹ thôi, xước nung mèo thôi, nói chung là không nhìn thấy. Thứ hai nữa, cái mặt nưng này lúc mình thâu lại thì là nó bị vỡ và bên mình đi thay nưng, và lưng bên mình thay cái loại gọi là loại không khác gì zin các bạn nhé. Có các cái loại lưng đều thì các bạn cầm cái cam này các bạn nhấc được ra, nhưng còn cái nưng này của mình thì không khác gì hàng zin. Muốn tháo cái nắp này ra là phải đập vỡ cái mặt này đó. Thì con này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá để thu hồi vốn thôi. Cũng là lao động thay các bạn thôi. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 12 triệu các bạn nhé. 12 triệu máy màu vàng gold. Đó, 256GB. Chỉ vì thay mặt lưng thôi, chứ còn nếu mà không thay mặt lưng thì những con này nó sẽ rơi vào tầm 14 triệu rưỡi đến 15 triệu các bạn nhé. Tự dưng một con máy lại rẻ hơn những 2 triệu rưỡi. Đó. Rồi. Nét cho các bạn rồi nhé, rất là ok. Bọn này thì đi mưa hoặc là tay ướt thì thoải mái các bạn nhé, chỉ không dùng nước thôi. Dùng nước thì kể cả máy con áp cũng chết. 12 triệu. Tiếp theo nữa, bọn nóc, bọn hàng nóc thì bên mình vẫn còn 246 cây, thì cây số 5, pin 85%, giá là 2.800.000, lock Mỹ 32GB, hàng zin đẹp 99% các bạn nhé. Không phải hàng dựng, hàng đẹp zin luôn á. Cây số 6 2.9, pin 94%, sạc 162 lần. Đây 2.9, hàng đẹp 99% các bạn nhé. Đó, bọn này rất là chất. Đây cây số 8, pin 87% và giá là 2.8 các bạn nhé. Cũng là đẹp 99% luôn. Đó. Xuống các bạn cầm vào những chiếc máy này các bạn chỉ có thấy uy tín thôi. Đây cây số 2, pin 83% và bên mình đang bán là 2.700.000. Rất đẹp các bạn nhé. Bên mình sẽ fix nóc lên như quốc tế nhé. Các bạn về các bạn chỉ việc lắp sim vào dùng thôi, không ảnh hưởng bất kể một cái gì cả nhé. Dùng như quốc tế luôn. Đây con số 4, pin 28%, sạc pin 85%, sạc cục sở, cứ nói nịu. Giá là 2.800.000 các bạn nhé. Bọn này thì tất cả đều đẹp nhé. Đó, đều đẹp hết các bạn nhé. Cây số 3, full xanh, pin 96% này, 2.850.000 này, sạc 114 lần, lock 32GB, ok các bạn nhé. Hôm trước có bạn nào bảo mình tìm con XZ1 nhỉ, nhưng mà mình không có thì mình sẽ tìm đến con XZ2 cho các bạn này, con Soli XZ2. Bọn này thì cảm nhận của mình đầu tiên, nó cầm vào con máy cảm giác rất là đầm tay, rất là chắc chắn, và nó thiết kế kiểu vo tròn ở mặt sau này, nhìn như kiểu phồng của pin.
Nhưng mà cầm vào máy thì cực kỳ dễ chịu bởi vì nó rất là ôm, cầm vào nó ôm hẳn tay luôn. Vì suýt nữa thì ăn đạm. Cầm vào rất đầm tay các bạn nhé. Con này con XZ2. Đó. Con này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá là 3 triệu. Con này khách mua từ mới. Con này thì khách mua từ mới các bạn nhé. Tay các bạn nhé. À, để xem mình thử xem cấu hình của nó nhé. Hay là các bạn nên bộ nhớ của nó là 64 GB. Mà chả hiểu con này ra bao nhiêu. Quên mất. À, cấu hình thì khả năng các bạn phải lên Google xem giúp mình thôi. Các bạn lên Google xem giúp mình nhé. Đó. Con này thì bên mình con này khách là mua mới thì có cả hộp cả phụ kiện, thì mai khách sẽ gửi cả hộp cả phụ kiện ra cho các bạn nhé. Con này là XZ2 mua mới, khách mua mới là 3,9 triệu và bây giờ bán lại, tức là mới dùng được có mấy ngày thôi, mới dùng được mấy ngày thôi thì khách cũng đã dán các thứ ở đây, dán chống xước hết rồi. Đó thì sẽ bán cho các bạn với giá là 2,9 triệu nhé. 2,9 triệu. Ok, XZ2 lỗ 1 triệu sau mấy ngày dùng. Tiếp theo nữa đó là một cây lốt 8 đi. Một cây lốt 8, cây này không biết hôm qua ai cọc hay là ai nhận chốt mà đến hôm nay không thể gọi lại. Nên là bên mình lại bỏ giá bán cho các bạn nhé. Cây này thì bên mình đang bán là 3 triệu 3. Trước của nó là 3 triệu rưỡi thì bán cách vào máu để bán là 3 triệu 3 đây. Về ngoại hình của nó thì đẹp nhé, đầy đủ bút biếc đầy đủ các bạn nhé. Đó đẹp này, nó phê phẩy tí thôi. Đó đẹp rồi. Đó, các bạn nhé. Lưng thì đã dán này, đã dán chống xước này, mặt trước cũng đã dán chống xước này. Đấy, về màn hình thì có ám và lưu ảnh nhẹ nhé. Chính vì thế bên mình bán giá chỉ có 5 triệu 3 thôi, gọi là thanh lý cho các bạn. Giá này thì chắc chắn là bên mình bị lỗ rồi, nhập cả lô về thì là nó phải có con nọ con kia, những con đẹp thì mình bán rồi, thì còn những con xấu. Đó, những con đẹp mình bán là 4 triệu, 4 triệu 1, 4 triệu 2. Đây con này thì nó hơi ám một chút thì bên mình lại bỏ ra bán cho các bạn với giá chỉ có là 3 triệu 300 nghìn nhá. Bạn nào nhanh tay thì còn nhá. Nốt 8 bán rất là chạy và bây giờ nó cũng đang hết rồi. Thế nào S9, S9 rất là nhiều bạn hỏi. Rất nhiều bạn hỏi nhưng mà mình bận quá mình không vào mình chốt được, thì bạn nào chốt thì cứ gọi điện nhá. Bởi vì mình cũng view rất là kỹ bọn này rồi, mình sẽ view vào một lượt, vào view một lượt cho các bạn nhé. Đây ví dụ cây màu vàng đồng. Đây cây màu vàng đồng. Đó. Ngoại hình này. À, mình view rất chậm cho các bạn tiện xem nhé. Đó, xước tí này. Đó, rất đẹp nhé, còn lại đẹp nhé. Đó, mà làm nhẹ nhé. Ám nhẹ chỉ ám nhẹ trên thanh công cụ thôi. Đó, 3 triệu 700 nghìn này. Từ 3 triệu 8 giảm xuống 3 triệu 7 này. Cây màu tím này. Màu tím này thì đẹp lung linh rồi. Cây này thì chắc không phải view. Thì đẹp lung linh, giá 4 triệu này. S9 nhá, RAM 4 bộ nhớ là 64 GB các bạn nhá. Đó, màn hình cong full viền này. Nói chung cầm các bạn nhìn màn hình thì nhìn thấy cực kỳ tuyệt vời luôn. iPhone không đuổi được. Đây, cây số 3, 3 triệu 800 nghìn nhá. 3 triệu 800 nghìn. Đẹp luôn. Ô cái này đẹp. Lưng đẹp, sườn đẹp. Ám nhẹ, cái này có ám nhẹ nhá. Thì ám siêu nhẹ thôi. Nói chung là các bạn không để ý sẽ không biết đâu. Nó chỉ ám siêu nhẹ trên thanh công cụ thôi. Đó, cây số 3, 3 triệu 8 nhá. Cây số 2 này 3 triệu 9 thì cây này thì chắc chắn là màn đẹp rồi. Vỏ cũng đẹp. Màn đẹp vỏ đẹp. Nó chỉ bị xước một tí phím home này thôi. À phím vân tay thôi. Còn lại đẹp hết các bạn nhé. S9 đây cây số 2 3 triệu 900 nghìn. Đây cây số 1 màu xanh. Về ngoại hình của nó này. Nói chung bọn S9 tất cả ngoại hình nó đều đẹp. Nó chỉ khác nhau một cái màn thôi.
Đó, ngoại hình đều đẹp hết các bạn nhé, không có rơi rớt cần móp gì cả. Về màn hình thì con này nó cũng có ám nhẹ một chút, thì bên mình đang bán là 3,7 triệu này. Đó. Đây cái số 4 này, bên mình cũng đang bán là 3,7 triệu. Này xước một chút này, nhưng con này thì màn nó sẽ sáng hơn cái số 1. Cùng giá nhưng mà ngoại hình nó khác nhau. Đó. 3,7 triệu này. Cái Asus này, và thành nghỉ 500 lốt này, nghỉ Tết này. Còn này bạn nào về nghe gọi hoặc là giải trí đọc báo Facebook, Zalo các kiểu thì được nhé. Chơi game chắc không được đâu. Là Asus này, 500 này. Zin nét luôn nhé. Máy vẫn còn cả tem ốc cơ, chưa bóc đâu. Nói chung là máy rất là giữ gìn. Ok, thì hôm nay bên mình cũng đã view xong những chiếc máy đang có tại kênh. Thì mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn để và các bạn sẽ tìm được cho mình những chiếc máy thật ưng ý nhé. Bây giờ thì bên mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.